câu hỏi được đặt ra từ cuối giờ chiều ngày hôm qua. Dù không nhận được nhiều câu hỏi chất vấn lại của các đại biểu, song trong sáng nay thì Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lại nhận được câu trả lời tái chất vấn, được câu hỏi tái chất vấn tương đối khó từ một số đại biểu Quốc hội. Ngay đầu phiên chất vấn, đại biểu Ngô Văn Minh bày tỏ bức xúc về vấn đề ách tắc hàng hóa diễn ra 10 năm nay tại cửa khẩu Tân Thanh, nhất là hàng đoàn xe dưa hấu phải đổ bỏ, chưa được Bộ trưởng Công Thương đưa ra được các giải pháp đột phá. Bộ trưởng nói cái chuyện giải quyết cửa khẩu Tân Thanh á, thì đã có chủ trương của chính phủ là sẽ xây dựng khu trung chuyển trên 1.000 xe rồi kho lưu giữ. Thì tôi đồng ý cái đấy và đề nghị Bộ trưởng nói rõ đây có phải là giải pháp mạnh mẽ và Bộ trưởng có cam kết rằng sẽ xử lý được cái tình trạng này trong thời gian ngắn nhất được không? Theo chúng tôi thì có hai cái biện pháp nữa. Một là chúng tôi đã và tiếp tục sẽ trao đổi với phía Trung Quốc về thực hiện cái thỏa thuận tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc đã được ký vào đầu năm 2014. Và vừa qua thì chúng tôi cũng đã gặp gỡ lại phía Trung Quốc và yêu cầu phía bạn có cái biện pháp để mà tăng cường cái việc thực hiện này. Và có làm được như này thì cái việc mà ách tắc rồi nay thì quy định cửa khẩu này, mai thì quy định cửa khẩu khác, nhập khẩu các hàng Việt Nam nó chấm dứt được. Tôi nghĩ rằng đấy là cái căn cơ. Và sau cái đề cập đến sự chênh lệch giữa con số thống kê xuất nhập khẩu Việt Nam Trung Quốc, đại biểu Ngô Văn Minh bày tỏ băn khoăn về công tác quản lý xuất nhập khẩu, không biết có hoạt động kinh tế ngầm hay không. Đồng thời cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương cần làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trong vấn đề này. Còn trách nhiệm thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là trong này nó có buôn lậu, chắc chắn là như thế, như Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã khẳng định, nó có buôn lậu và nó có kinh tế ngầm. Tất nhiên là bây giờ đánh giá một cách thật là chính xác thì cũng chưa được đầy đủ cơ sở. Nhưng mà xin khẳng định như vậy, và trong đó thì cũng có phần trách nhiệm mà liên quan đến lực lượng quản lý thị trường trong cái đội hình của Ban chỉ đạo 389. Và những giải pháp, những biện pháp thì chúng tôi cũng đã báo cáo với Quốc hội để làm trong sạch cái đội ngũ, tăng cường cái năng lực và thực hiện những quy định về luân chuyển, thay đổi vị trí công tác và xử lý nghiêm những hành vi sai phạm. Hiện nay cả nước còn 514.974 hộ nông thôn chưa có điện. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp và thời gian cụ thể để thực hiện mục tiêu cung cấp điện cho các hộ dân nông thôn nói chung và vùng đồng bào dân tộc miền núi nói riêng. 55 xã chưa có điện và khoảng hơn 1.000 cái thôn bản cùng với lại khoảng hơn 500.000 hộ dân, thì từ nay cho đến năm 2030 theo cái tinh thần quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ đưa điện về tất cả những cái nơi còn chưa có điện. Hiện nay cả nước còn 4.400 xã có lưới điện hạ áp không bảo đảm kỹ thuật. Xin Bộ trưởng cho biết thời gian nào sẽ khắc phục hoàn toàn tình trạng trên. Trong hơn 2.000 cái xã hiện nay đang còn duy trì cái mô hình là hợp tác xã kinh doanh điện thì đúng là cái tình trạng chất lượng điện nó xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Và vì vậy cho nên ngành điện đã và tiếp tục có cái kế hoạch tiếp nhận nốt cái số 2.000 xã còn lại. Chúng ta đã tiếp nhận 8.000 xã rồi. Thì trong thời gian từ nay cho đến hết năm 2016, chúng tôi đang chỉ đạo ngành điện cố gắng để cơ bản tiếp nhận được cái số xã còn lại. Trong thời gian qua thì các cơ quan quản lý nhà nước cũng đã đưa ra rất là nhiều biện pháp để hạ thấp mặt bằng giá sữa. Thế nhưng mà hầu như là các cái biện pháp này đều trở nên vô hiệu. Xin Bộ trưởng cho biết là những cái giải pháp của Bộ trưởng trong thời gian tới như thế nào? Hiệu quả của cái việc quản lý này trong thời gian vừa qua nó cũng chưa đạt hoàn toàn đạt như mong muốn, và cái giá sữa ở Việt Nam vẫn luôn ở mức cao. Vậy giải pháp như thế nào đấy? Thì theo chúng tôi trước hết là phải tăng cường cái sản xuất ở trong nước. Đồng thời với đó thì tăng cường cái việc mà kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Trước hết là thông qua các cái thương thảo và các cái cam kết trong các hiệp định thương mại tự do với cái mặt hàng này phải đưa vào những cái biện pháp kiểm tra chặt chẽ. Mặc dù mình không hạn chế cái nhập khẩu nhưng mà dùng những biện pháp phi thuế quan để mà kiểm soát. Trong cái phối hợp với Bộ Tài chính thì chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với thanh tra giá của Bộ Tài chính và các ngành có liên quan thường xuyên và liên tục và tổ chức các đợt kiểm tra thanh tra. Với 29 câu hỏi chất vấn, ít hơn gần một nửa câu hỏi so với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Song theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, Bộ trưởng Công Thương là người khá am hiểu và nắm chắc lĩnh vực của ngành mình quản lý. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bộ Công Thương cần tiếp tục phối hợp với các bộ ngành thực hiện tốt một số nhóm nhiệm vụ, trong đó cần tập trung tái cơ cấu lại thị trường, phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường, tạo mọi điều kiện thông thoáng cho hàng hóa từ khâu sản xuất cho đến tiêu dùng.